Teacher. Yes, hello. How do you feel today? Great. Okay. Today we will learn about listening. Okay. Because it is our last lesson in this week, so I will give you a homework of speaking. Okay. What are you doing? What? What? Cute. What is cute? You are okay. You are so cute. I see you are. So we are going to learn about sport and exercise. Can you open the book and take note? Okay. What is this? Your tie. Cái buộc tóc ha. Bởi vì là con bật hình này là đô la nên là cô không nhìn thấy. Trời ơi, làm đô la quá. Mà lên lớp không nhắn tin Facebook gì cho cô cả, làm cô ngồi đợi dài hàm ở ngoài. Con vào lớp từ 18 rồi, xong rồi con đi vào cái con, xong rồi đi ra con mới thấy, con ngồi đợi lúc mới thấy nó. Trời ơi, không nhắn tin gì cho cô. Rồi. Để con ghi lại. Sure. Okay. Next. Con nhớ cái này mình học. Cái này mình học rồi không? Hôm cái buổi gần nhất mà mình học về kỹ năng nghe là về jobs. Do you remember jobs? Okay. Cái này học rồi á? Chưa, chúng ta chưa học về phần này mà. Cái phần này chúng ta chưa học. Chúng ta chưa từng học luôn. Nào, bây giờ chúng ta sang từ mới nhá. Now, how many kinds of sports do you see? How many kinds of sports? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. 30? 30? Okay. Any new word? Jogging and basketball. I know. Golf, windsurf. You just lướt ván sóng. You just have one new word, right? Yeah. Now, please share screen and then send it to your messenger, and I will check it. But my phone is out of battery. Okay. What are you doing? Are you eating? Oh my god. Did you have a dinner? Yes, but yes. But my book is hungry. Okay. I see. You are starving. Nếu chúng ta cực kỳ đói, chúng ta sẽ nói là I am starving, kiểu như là đói cực khổ ấy. I am starving, kiểu như là chịu đựng cơn đói. Hình như thế.
Nào, bây giờ có từ mới nào nào, bây giờ phát âm cho cô cả cái thằng này nào. Bởi vì là nhìn mấy thứ này hình như là Quỳnh Anh biết hết rồi. What is this? Yeah, you What? are very cute. Con chụp mà cô chả thấy chữ đâu, toàn thấy con thôi. Không, cái ảnh có vật chụp ở đây, cái ảnh có chụp từ ở đây. Ok. What What my God, quên nhanh. Đó, bây giờ trả lại trạng thái ban đầu nào, cô không nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Nó phát âm cho cô các Không từ. đang làm ạ. Ok, con chụp lại. Rồi đấy. What can I say? Và welcome. Cái này better hơn này, tốt hơn luôn. Same. Ôi lại còn đào tiên hả trời. Elvis Nice. đào tiên. Cherry. I don't think Bit bit cherry. bit. A beach. Can you stop eating and read all the words? What? Okay, read for me. Sport. Baseball. Ski. Okay. Ski. Inside. Golf. Golf. Pizza. Again. Swimming. Lướt lướt ván sóng, lướt ván sóng lại một lần nữa. Windsurf, windsurf, Ok. walk, gym, jogging, basketball, Basket. tennis, Ok. Basketball. Basketball. basketball, Ok. Next. Lâu lâu rồi không nghe, bây giờ nghe lại. Bây giờ nghe 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 các bài này chủ yếu là luyện tập thôi, bởi vì là hầu như là các cái trò thể thao mà anh Quỳnh Anh biết hết rồi. Và Quỳnh Anh nghe nhá. People are talking about sport and exercise. Listen and number the pictures. Listen and number. Number it means mark the numbers. For example, number one is A. Number two is B. Do you get it? Yeah. Okay, so we have six questions. Okay, six questions. Anything you don't know? Okay, so are you ready for listening? Okay, listen. Unit 7, Sports and Exercise, page 26. 2. Let's listen. People are talking about sports and exercise. Listen and number the pictures. 1. Do you play sports on the weekend, Rita? No, I hate sports. Really? So what do you do on the weekend? I watch my favorite programs on TV. Well, that's not too tiring. 2. Do you like sports, Rod? Sure. I play a lot of sports. So what sports do you play? Well, everything. Baseball, volleyball, swimming. But my favorite sport is tennis. Oh, yeah? Yeah. I play every day after work. 3. You're in great shape, Martha. Thanks. So, how do you do it? Well, I go to the pool about 3 times a week, and I swim for about 2 hours. 2 hours? Are you practicing for the Olympic Games or something? 4. How do you keep in shape, Ron? Me? I travel.
What do you mean you travel? Well, I ride my bike about 20 miles every weekend. 5. Wow. What happened? I went skiing. Gee, that looks pretty bad. Yeah. Do you often go skiing? No, it was my first time. 6. Do you get much exercise, Joe? Yes, I do. I walk a lot. Where? To McDonald's. Yeah, I walk there about 4 times a week to get a hamburger and fries. Have you finished? Yeah, okay. So number 1, which picture? A, B, C, D, E, R, F. Câu 1, câu 2 không ai thấy. Còn lại thì con nghe thấy con... Rồi, và cô sẽ bật cái phần đầu tiên nhá. Cái phần câu 1, câu 2 á. Mình nghe lại. Rồi là cô sẽ pause. Ok, nào, nghe lại câu 1, câu 2, câu 3 đúng không nhỉ? Câu 1, câu 2 ạ. Ừ, câu 1, câu 2 nhá. Nào, listen. Ok. Unit 7, Sports and Exercise, page 26. 2. Let's listen. People are talking about sports and exercise. Listen and number the pictures. 1. Do you play sports on the weekend, Rita? No, I hate sports. Really? So what do you do on the weekend? I watch my favorite programs on TV. Well, that's not too tiring. 2. Do you like... Finished. Okay, so number 1 is... Oh my gosh, I just want you to speak up. I don't want you to describe. Just speak up. A, B, C, or D. C. Ok, number 2. Lại ăn rồi. Number 2. 3. Ok, good job. Number 4. A. Number 5. And 6. B. Okay. What are number 5? Okay. Now, Quỳnh Anh, after our lesson, I will let you eat, but now can you stop eating and focus on listening? Can you? Cô đang dạy mà cháu cứ nhai. Nào, Quỳnh Anh, cô bảo rồi mà, trong lớp không được nhai. Trời ơi. I don't see anything. Now, next, practice 2.1. Which sports or activities is the person talking about? Listen and circle the correct answer. So we have 5 questions or so, and you have to circle A, B, or C. So now, just list down 1, 2, 6. List down first, and then you will listen. And also, we have to look at the pictures, and we will know what activities are. Okay. So now, number 1 to number 6. Any question or any word? No. Okay. I will play it. Are you ready?
Yeah, okay. Drop. One. Your muscles are so big, Dave. What do you do to get them so big? Well, I go to the gym every day after work, and on Saturdays, too. I love it. Do you work out? Two. Do you play a lot of sports? Yes, I do. Do you like volleyball? Yeah, I play volleyball during the week. Want to play with me and my friends tonight? Three. You're in good shape, Ken. Do you play a lot of sports? Yes, I do. I love sports. I play volleyball on Thursdays, and on Saturdays and Sundays, I play tennis. Which one do you like the best? Four. Do you like playing sports? Nah, not really. I don't like exercising at all. But I do watch a lot of baseball on TV. You really should get some exercise. Five. What kinds of sports do you play? Let's see. Well, in the summer I enjoy windsurfing, but I don't do anything in the winter. Why not? Six. So do you get any exercise? Well, not much. I don't have a lot of free time, but about once a week I walk for an hour. Oh, where do you walk? Okay, so have you finished all the questions? Yeah. Yes? Okay, good job. And tell me number one answer, it is? B. B. And number two? Number two? A. A. Okay. Number three? C. C. Okay. Four? Five? I'm sorry. Five? Six? Six? Okay. Can you tell me what is the meaning of diving? Diving là lặn gì ạ? Cái môn. À lặn, okay, lặn rồi. Còn mỗi một từ đấy là từ mới thôi. Ok nhá. Now, Quỳnh Anh, so can we talk about something related to sport? I will give you a topic about sport, and my topic is sport. So at home I will ask you to talk about your favorite sport or your favorite activity. You can choose sport or activity. So what's your favorite sport or activity? Badminton. Okay. And how about activities? Playing games. Playing games. And we don't need to focus only one activity. We can describe many other activities besides playing games. You can talk about eating, reading, or watching TV, anything you want, okay? But sport, what's your favorite sport? Badminton. Playing badminton. When you talk about your favorite sport, remember to add more details like your friend and how do you play that sport with somebody, with whom, with your teacher, okay? So yeah, so what about, like, you can say you can talk about something like where do you usually play sport?
Where? Đa năng ấy, nhà đa năng để chơi với cái môn. Station or stadium, you say stadium. Okay, stadium. You can, how to say, you can talk within 2 minutes, 2 minutes for speaking. The next time we will continue our lesson with listening. Okay, and can you tell me something about? Oh, I remember that you have one homework. You didn't send it to me. It is about how? It is about activity in your school. Đúng không nhỉ? Có bài tập gì mà chưa gửi cô nhỉ? Có ai không? Cái ba cô mới theo với cả từ mới ạ. Video nội dung về cái gì? Cái đấy hình như là nói về idol hay cái gì nhỉ? À không phải, idol là bài đầu tiên là nói rồi, nhưng mà nói về cái hoạt động mà em tham gia với các bạn, mà nói với về cái hoạt động kiểu như là tình nguyện viên ấy. Bản đấy đó, cái bản đấy con bị cắt nhầm đoạn. Ờ rồi, ok. Thế thì thôi được rồi, tuần này cứ tập trung nói về sport và activity nhá. Ok. Nào. Ok. Sao giờ học có thể ăn trời ơi, sao trong giờ học của cô cứ ăn thế nhờ? Any question? No. Tại sao hôm nay lên muộn? Cô muốn hỏi, chia sẻ nào. Tại sao? Why? Hôm nay là kiểu mẹ con lúc đó là con vào muộn, tại con đang quen giờ, lúc đấy là con 20 giờ 03 con vào muộn 5 phút. Mẹ con tắt cái mạng ở trên máy con này kiểu rồi. Mạng chỉ là khó khăn nên con không được. Ok. Rồi, con hiểu rồi. Ok. Rồi, good. Đó cũng là một dấu hiệu tốt đúng không? Ok. Có còn câu hỏi gì nữa không nào? Miss Q. Yeah, you can eat now. Do you like eating sweet? Do you like eating sweet? Kẹo á. Do you like eating candies? Yes. Sometime. Ok. Nhưng một buổi tối này mùa đông ăn ăn kẹo ít thôi, con gái nó đang kiểu lớn ấy. Để bây giờ cứ nhanh nhanh trong tuổi gọi là cơ thể phát triển. Mình mà ăn buổi tối như này là dễ mập, đặc biệt là vùng bụng. Nha. Có khuyên thật á, những cái đồ ví dụ như hoa quả không sao, nhưng mà đồ bố đó. What? 6 con 2 cân thôi. À thế à? Nên ăn buổi tối đồ bồi bổ tăng cân à? ok. Ừ nhở, tay như cả gái. Được cái mặt là tròn nhưng mà tay như cả gái. Nhưng mà cô bảo là thật ra thì ăn buổi tối cũng được, nhưng mà chẳng qua là sau này thì cái bụng nó phệ ra thôi. Nên là phải chú ý nhá. Hình như là da thịt, à quên, các thứ ăn là nó bù hết vào mặt nhỉ. Thân chả thấy đâu. Không phải. Mặt không phải á. Kiểu khung xương to ấy cô. Ờ đúng rồi, khung nó to, cô nhìn thấy rồi. Thực ra thì là cũng không đắp hết vào mặt, nhưng sau nó sẽ đắp hết vào bụng. Eo con hơi bị con đấy cô. Bây giờ gầy thôi, bao giờ lên cấp 3 xem. Biết ngay. Rất chờ khi nào cứ nhanh lên cấp 3. Không biết là trông như nào. Chắc đồ lắm đấy. Ok. Rồi, bây giờ ăn đi không rồi gì nhỉ? Học đi nhá. Okay, yes. Bye bye. Bye bye, good night. Good
flash đi để con ở trong cái phòng này con chụp hình. Oh my god, chụp hình gì hả? Con chụp bằng máy. Oh, rồi ok. So see you next time. Nhớ làm bài tập gửi video cô nhá. Yeah. Ok. Ok, ăn ít thôi, cô về đây.